Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ giấy và thay đổi chế độ giữa anten và inbuilt của cái máy G-Well 3.9 rồi. G-Well 3.9 thì con này mình đang test là in USB và Bluetooth luôn. Mình coi cái tem này, nếu mà có USB, USB là Bluetooth luôn nha. Rồi ở đây là cổng USB chỗ này, còn cổng này là cáp tiền nha các bạn. Cái này là cắm cáp tiền nha, chứ không phải cổng dây mạng thôi nha. Các bạn thấy cổng mạng nó sẽ bự hơn. Rồi cổng này sẽ cổng nguồn. Rồi bên đây nó sẽ là mở nguồn ha. Còn mở giấy rồi mấy anh đây. Rồi mình sẽ cắm vô. Lưu ý cái chân nguồn mình sẽ cắm cái chiều bằng này ở trên nè. Đó. Cắm ngược thì nó sẽ không vô nha, mình sẽ đổi đầu lại. Còn đây là cổng USB. Cổng USB thì mình sẽ đầu này mình sẽ cắm vô đây. Rồi. Còn đầu còn lại là mình sẽ cắm máy tính nha. Rồi trước tiên là mình sẽ hướng dẫn mình cách mở máy ra, thì mình sẽ nhấn cái này xuống ha. Nhấn cái này xuống, rồi nhấn xuống nó sẽ bung ra như thế này. Thì đi theo nó sẽ có cây với hai cái dòng này. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cách mình bỏ tem trước. Tem này là mặt này mặt in ha, còn mặt này là mặt không có in nè. Thì mình bỏ như sau, mình quay cái mặt này xuống nha bạn. Mặt in quay xuống nha. Rồi mình nhấc cái cây qua. Rồi mình bỏ cái dòng vô để chặn giấy, chặn cái tem lại. Mình bỏ một cái vòng nữa ha, để cho cái tem nó nằm sát bên đây nè. Rồi đây ha, lưu ý là cái chiều cuộn tem nó dòng xuống như thế này. Rồi mình bỏ vô cái gờ như thế này ha. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ luồn vô thêm hai cái gờ đen ở chỗ này đó các bạn. Nha, luồn vô hai cái gờ đen ở chỗ này nữa. Rồi mình để cho nó vừa thôi. Này bạn, hình cho hình thôi. Mình phải kéo tem ra ngoài chút xíu vậy luôn nha. Đây là mình để vậy. Và cái tem nó sẽ vòng xuống và đi vô hai cái này, hai bên. Rồi đây lại. Tem nó phải nằm ra ngoài vậy luôn các bạn. Đây thì mình sẽ đóng màn xuống thôi. Đó là cách mình bỏ tem. Rồi đó, cách mình bỏ tem ha. Giờ thấy ra. Còn nếu mà bỏ giấy anh bill thì mình sẽ không bỏ vô cái cây này, cái này cái giấy anh bill này nó sao không vô được, thì mình sẽ để cái cuộn giấy vô luôn như thế này. Mình vẫn luồn vô trong cái gờ, mình vẫn phải luồn vô trong hai gờ đen ha. Đây. Rồi cái này là ok. Anh đây mà. Ừ. Đúng rồi. Đó, bỏ vậy ha. Rồi mình sẽ đóng xuống. Nhớ là cho vô hai cái lò này nha. Rồi cái dòng máy này nó vừa anten in bill thì nó sẽ không có cắt giấy nha bạn. Nó chỉ có cái gờ để mình xé chỗ này thôi. Xong, mình sẽ mở điện lên bên đây. Rồi mình bấm nút này ha. Giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cách chuyển chế độ giữa, xem coi nó đang ở chế độ nào nha. Thì bắt đầu mình sẽ làm thao tác như thế này. Mình sẽ tắt nguồn, giữ cái nút này nha bạn, tắt nguồn, giữ nút này, đè xuống đồng thời mở nguồn. Mình sẽ đè nút này xong mở nguồn lên. Rồi đèn nó sẽ chớp đỏ. Rồi chấp đỏ một cái. Chấp xanh. Rồi qua chấp đỏ thì mình bung ra. Đó. Xong máy nó sẽ in ra. In ra cho mình nó đang ở chế độ nào. Đây là cái chế độ này là chế độ label, là chế độ anten ha. Còn mình đang bỏ giấy anten bill. Bỏ giấy anten bill thì sẽ nằm ở chế độ mình chuyển qua. Thì mình sẽ nhấn nút ra bên đây. Nút cái bên đây ha. Nhấn một cái.
Nhấn bên nào? À nhấn nút này luôn, nút bên này luôn. Nút bè luôn nha bạn. Nút đi các bạn nha, lộn đó. À, nút bè luôn, mình sẽ nhấn nút bè luôn mà nhấn. Nhưng lần này mình sẽ nhấn một lần thôi. Rồi nó sẽ chuyển qua cái chế độ mod như thế này. Mod như thế này là chế độ in bill bán hàng. Còn chế độ label này sẽ là in tem này ha. Rồi nếu mình muốn chuyển lại thì mình nhấn đây cái nữa thôi. Đó, nhấn đây cái này thì nó sẽ chuyển qua chế độ label lại. Rồi, nhấn đây. Rồi nếu mình chuyển xong chế độ rồi mình sẽ tắt các bạn. Tắt máy mở lại. Rồi tắt máy mở lại. Ok, vậy là xong á. Này thấy chế độ này là nó sẽ ra giấy như thế này, còn cái còn nếu mà chế độ label á, chế độ label thì nó sẽ chạy đúng một con tem. Ha, chạy đúng một con tem. Rồi xong, mình xé giấy thì mình sẽ xé một góc như thế này nha. Cái dòng mà hai chế độ này nó sẽ không có cắt giấy. Rồi tắt. Rồi mình lấy giấy ra thôi. Đó mình sẽ hướng dẫn cách mà chuyển chế độ giữa hai cái chế độ đó. Rồi mình bỏ lại cái mình sẽ bỏ lại cái tem để mình chuyển qua chế độ anh tem cho mình coi ha. Lưu ý là cái giấy là mình phải nằm xuống coi như thế này ha. Rồi giấy nó phải lòi ra ngoài một chút xíu. Rồi để mình chuyển chế độ lại anh tem thì mình sẽ vẫn giữ cái nút này. Chỗ này mở nguồn lên. Rồi đèn tắt hết nè. Đỏ một lần nè. Xanh một lần nè. Đỏ lần hai là buông ra nha. Đó. Này đang chế độ này là chế độ in bill nè. Mình nhấn nút ngoài một cái nữa. Đó, là chuyển qua chế độ label ha. Chế độ label. Rồi xong mình sẽ tắt. Rồi mình mở lên lại. Rồi. Cái tiếp ok. Đó, khi mà nhấn ra thì máy nó sẽ đưa ra đúng một con tem chứ nó không có nhích giống như cái chế độ này. Rồi mới đúng. Đó. Rồi. Còn mình muốn phích khẩu tem á, muốn phích khẩu tem thì mình nhấn dẫn dưới nước nguồn mở lên như những cái máy anh khác này, mình sẽ phích cái phích khẩu tem. Rồi tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn các bạn phích cái khẩu anh tem nha. Tại vì khi máy anh tem á mà bạn muốn nó in ra cái khẩu chính xác á thì mình sẽ bấm phích tem, cái tem để nó cân chỉnh cái con kích thước con tem lại. Thì mình sẽ tắt nguồn mà giữ nút này mở nguồn lên. Máy kêu một cái tiết cái là mình buông ra liền nha. Máy kêu một cái tiết cái là mình buông ra liền. Thì nó sẽ phích ra là in ra như thế này. Rồi là nó sẽ cân chỉnh kích thước tem của mình. Beo gì các kiểu đó. Thì khi mình bấm, khi mà tắt phích tem xong thì mình sẽ tắt nguồn. Xong rồi mở lại cái nữa. Rồi mình kiểm tra nếu ok thì mình sẽ nhấn. Đó, nhấn vào nút này thì máy nó sẽ lấy ra đúng một con tem ha. Ok. Cái đó là mấy cái quá trình mà thao tác là đổi anh tem, anh bill với lại kích thước tem rồi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.